Hôm nay Tuân lên nhà ngoại chơi, tiện thể Tuân mang theo đồ nắp cho ông ngoại bộ nõi kiềm của thương hiệu Mutoshi nắp vào máy lọc nước tiêu chuẩn. Ông bà ngoại thực sự là rất tuyệt vời, bao nhiêu lỗi vất vả gian nan đến bây giờ vẫn luôn lo lắng cho các cháu và các con, nên Tuân có cung cấp những thiết bị mang lại tới sức khỏe cho gia đình, nên Tuân nghĩ ngay tới việc mang lại tới cho gia đình nhà mình, lắp cho gia đình nhà mình những lõi lọc kiềm để làm sao mang lại những cái chất lượng, mang lại những cái sức khỏe, mang lại những tiện dụng và an toàn tới gia đình nhà mình. Đầu tiên hãng lõi lọc kiềm cải thiện chất lượng nước uống, máy lọc nước kiềm giúp loại bỏ các tạp chất, vi khuẩn và các chất ô nhiễm khác, đảm bảo nước uống sạch sẽ và an toàn hơn. Điều tiếp theo là tăng cường sức khỏe, nước kiềm alkali có độ pH cao hơn nước không thông thường, giúp cho cân bằng độ pH trong cơ thể, giảm tình trạng axit dư thừa. Điều này có thể giúp cải thiện tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính. Chống oxy hóa, nước kiềm thường chứa các chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và giảm quá trình lão hóa. Cải thiện hương vị nước, nước kiềm có thể có vị ngon hơn do loại bỏ được các tạp chất và cải thiện chất lượng nước. Và cùng nhiều điều tuyệt vời khác, quý vị hãy liên hệ với Bếp Xuân Tuân để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhiệt tình nhất.